hình rồi nha, quý vị bảo vệ trái hình. Với anh Đàm bỏ cô rồi. Cái này là xé hình ra. Cái này là xé hình ra. Đó, đền tiền nó chấp nhận đền còn hơn là đây chơi ở đó làm gì? Đông quá vui quá. Xé hình luôn rồi. Xé luôn mà. Đây là quỷ mùa đen. Người bạn đúng cái xé là mà làm người bị xô rồi không đúng không? Đúng không? Trời ơi, nãy quay cảnh đang bảo vệ chứ. Nãy em có em live trực tiếp mà. Đó, đây quay. Là cái như bạn đúng cái xé là cái như ca sĩ là không phải. Đúng rồi, đúng rồi, bảo vệ cho bạn cái gì? Bảo vệ cho bạn cái gì? Thôi, tôi chỉ nói là bảo vệ, anh xé. Là bảo vệ con xe làm xe là bảo vệ xé là bị soi đúng rồi, nếu mà bảo vệ xé là phải có người kiên xé đó, mà tôi tự nhiên là không có mặt ra thị đó đúng rồi lên rồi chắc mặt người nào là xé rồi đó, nó bị soi chắc chắn luôn rồi. Rồi có thông tin cho quý vị nhưng mà chưa biết ai nào quý vị nghe đây xé là biết rồi. Đúng rồi. Nói chung là chắc là anh Đàm nghe được cái thông tin ở đây rồi, chắc anh không dám lợi rồi.